Xin chào quý vị, hôm nay là ngày 10. Hôm nay ngày bao nhiêu đấy? Ngày 2. Hôm nay ngày 12 tháng 6 năm 2016 và chúng tôi đang chuyển bộ cuốn thư câu đối đi sang xã Phùng Xá, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội. Phùng Xá là một địa điểm chiếu từ Vân Đình sang, đi qua cây cầu đi sang rẽ phải 1 km thì đến xã Phùng Xá, huyện Mỹ Đức. Và cuốn thư câu đối thì Đức Hiền là liên tục cho ra sản phẩm. Chúng tôi cứ làm độ 5 bộ 1, tuy nhiên là các cái sản phẩm của tôi là nó dày dặn và đục trạng tinh xảo. Và ý nghĩa của các cái từ ngữ nó hay cho nên là khách hàng rất quý mến và thường xuyên là đăng ký. Cho lên đi. Quay ra. Đây là cuốn thư Long Hóa. Bộ cuốn thư này lúc trước tôi cũng chuyển vào trong Thạch Thành, Thanh Hóa một bộ, đi Đắk Lắk một bộ. Bê tiếp câu đối ra anh. Hôm nay hình ảnh này đang quay tại tầng 1 khu B của chúng tôi. Tầng 1 khu B lúc trước thì là trông rất là chật, bởi vì đây những cái chỗ trống nên là chúng tôi mới giao một số những cái sập đi. Và cái lượng sập dự trữ thì vẫn đang còn rất nhiều nhưng mà chưa kịp lắp lên. Hiện nay đang là vào mùa gặt, thợ cũng đang còn đang làm đồng. Ở đợt tới mà khi mà thợ quay trở lại để ổn định thì chúng tôi sẽ lại lắp kín sập lên. Hiện nay cơ số sập đang chuẩn bị là còn mấy chục chiếc nhưng mà chưa kịp lắp lên. Và trong khi chờ đợi cái việc mang tiếp cuốn thư ra thì tôi cũng giới thiệu luôn là gần đây chúng tôi cũng đã mới sản xuất xong các chữ phúc. Chữ phúc đây là chữ phúc tứ linh, đủ long ly quy phượng bên trong. Và bên này có lời đề tựa, một bên là Phúc Như Đông Hải, bên này là Thọ Tỷ Nam Sơn. Còn tứ linh ở đây thì là đâu? Trước hết ở giữa là mặt nguyệt ở cái dấu chấm ở trên tức thì. Bên này dấu nhất khẩu điền thì là cái đây phần long đây, quy đây, kỳ lân đây, và bên này là phượng. Để bác thợ già đang bê nốt kia một chiếc cầu đối nữa ra. Hôm nay đi Phùng Xá thì chúng tôi chỉ gọn nhẹ là một chiếc cuốn thư và đôi cầu đối thôi. Và khách hàng nói là sau khi bê về mà thấy treo lên mà được mọi người khen ngợi thì sẽ lấy tiếp một bộ trường kỷ nữa. Lấy thước ly vô. Và khi tôi đi treo sản phẩm là thường cũng có những cái dụng cụ chuyên dùng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm, hẹn gặp lại trong những clip sau.